và các bạn, để có một làn da đẹp và trắng sáng, nhiều chị em đã tốn không ít chi phí cho các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, để có một làn da khỏe mạnh, việc sử dụng các loại mỹ phẩm không thôi là chưa đủ. Chính vì vậy, chăm sóc da từ bên trong, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể mới là cách nuôi dưỡng và bảo vệ làn da hoàn hảo nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây về một dòng sản phẩm viên uống giúp chăm sóc và bảo vệ làn da một cách hiệu quả. Chị Diễm Trinh là chủ của một doanh nghiệp nên chị thường xuyên gặp gỡ khách hàng và công tác xa. Chính vì vậy, chị luôn chú trọng đến việc chăm sóc làn da của mình để tự tin hơn khi gặp đối tác. Trước đó da mình sần sùi, không được mịn màng và không được khỏe. Sau khi sử dụng Uribe một thời gian, mình thấy da mình khỏe hơn, đàn hồi săn chắc hơn, mịn màng hơn. Hôm nay mình đến nhà thuốc để mua và tiếp tục sử dụng sản phẩm. Còn với chị Thảo Trinh, nám và tàn nhang là những triệu chứng mà chị đang gặp phải sau khi sinh con. Việc sinh nở khiến làn da của chị có nhiều thay đổi, nên đôi khi khiến chị tự ti khi ra đường hay gặp gỡ bạn bè. Do tính chất công việc của mình thì hay đi ngoài đường nhiều. Lúc đó thì da mình dễ bị ẩn đỏ khi ra ngoài nắng. Thì mình được giới thiệu và sử dụng sản phẩm Oribe. Thì sau khi sử dụng sản phẩm này một thời gian thì mình cảm thấy là da mình không còn bị ẩn đỏ nữa và nó khỏe hơn, sáng hơn nhiều. Nhằm giúp chị em có làn da đẹp, công ty cổ phần Dân Khang đã sản xuất và phân phối viên uống Oribe với sự kết hợp từ nhóm chống oxy hóa và nhóm dưỡng chất làm sáng mịn, căng da. Viên uống Oribe sẽ giúp chị em có một làn da khỏe mạnh, rạng rỡ từ sâu bên trong và ngăn ngừa quá trình lão hóa, giữ gìn làn da căng mịn, trẻ trung lâu dài. Khi mà giới thiệu bán cái Oribe cho khách hàng thì tôi rất là tự tin, là bởi vì là khách hàng uống xong thì họ quay lại là họ có phản hồi rất là tốt về cái kết quả, là làm cho da họ có cải thiện tốt lên. Thì khách hàng uống đa số họ đều quay lại và họ giới thiệu thêm cho bạn bè, người thân quay trở lại nhà thuốc. Với thành phần chính là tinh chất hạt nho Pháp được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, kết hợp với những nguyên liệu chuyên về làm đẹp da như collagen từ cá biển, tinh chất nho thai kiểu Úc, alpha lipoic acid, vitamin C, vitamin E tự nhiên. Viên uống Oribe không chỉ tăng cường độ đàn hồi cho da, chống lão hóa, giảm tình trạng khô nhăn da, hỗ trợ giảm vết nám, đồi mồi mà còn bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV. Đây là lựa chọn thông minh dành cho phái đẹp để vừa nuôi dưỡng làn da từ gốc, vừa tăng cường sức khỏe khi da đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Đặc biệt, viên uống Oribe sở hữu cơ chế chống nắng, ngừa nám đặc biệt. Chính chiết xuất từ hạt nho Pháp OPC40 với khả năng chống oxy hóa cao gấp 5 lần trà xanh và 7 lần vitamin C là bí quyết ngăn chặn quá trình tổng hợp hắc tố melanin, nguyên nhân gây sạm da, nám da, khiến làn da xỉn màu do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, kết hợp với việc nuôi dưỡng từng tế bào da khỏe mạnh. Thực ra đấy, như chúng ta đã biết là cơ chế của chúng ta đây là cơ chế từ bên trong là chính, bên ngoài chỉ có tác động chính là của ánh nắng, chế độ sinh hoạt, rồi ăn uống, rồi một số cái khác, tác nhân khác nó tác động vào. Nhưng mà chúng ta thấy là nguyên nhân chính là từ bên trong. Tức là chúng ta, quá trình hoạt động của chúng ta giải phóng ra rất nhiều cái gốc tự do. Mà gốc tự do chúng ta không giải quyết thì chúng ta không thể nào giải quyết được quá trình lão hóa và nám sạm da. Do đó các bạn trẻ bây giờ mới chỉ biết săn sóc da từ bên ngoài, tức là săn sóc da tại chỗ thì mới chỉ làm được một nửa công việc thôi. Còn tôi khuyên là các bạn phải biết săn sóc từ bên trong, kết hợp với săn sóc bên ngoài để làm sao chúng ta có làn da khỏe mạnh và làn da bóng mượt và trẻ trung và trẻ hóa. Sản phẩm viên uống Oribe đã vinh dự đón nhận cúp vàng và bằng chứng nhận giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cấp. Đây là cơ sở để khẳng định thương hiệu cũng như chất lượng của sản phẩm Oribe đem lại cho người sử dụng. Cái yếu tố mà quyết định để mà công ty doanh nghiệp phát triển đấy là chất lượng sản phẩm. Chính vì lẽ thế nên là công ty luôn luôn là đưa cái chất lượng vào cái tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp. Trong thời điểm hiện nay, khi các sản phẩm làm đẹp da xuất hiện ngày một nhiều, thì với hiệu quả và sự an toàn mang lại, viên uống Oribe ngày càng khẳng định được chỗ đứng là lựa chọn hàng đầu của các chị em phụ nữ trong việc bảo vệ và duy trì sự trẻ trung cho làn da.
Sự tin tưởng, yêu mến sản phẩm Oribe từ các nhà thuốc và khách hàng chính là động lực to lớn để công ty cổ phần Dân Khang tiếp tục nỗ lực nhằm đưa thêm những sản phẩm uy tín, chất lượng đến với người tiêu dùng hơn nữa trong tương lai.